Cô Bắp g a m e f -I. Giới thiệu, trong mọi trường hợp, trước khi đi xa hơn, tôi cần phải tiết lộ với bạn trước về c i p t o q u -R, n c i hoặc công nghệ block trên. Ban đầu, tiền kỹ thuật tiền kỹ thuật số được biết đến như một khuôn khổ trả góp cho phép các cá nhân có tùy chọn thực hiện trao đổi nhanh chóng, không có người ngoài, một cách đơn giản, an toàn và bí mật. Satoshi, người tạo ra Bitcoin, làm cho Bitcoin đánh bại tình hình tiền tệ hợp nhất có xu hướng kiểm soát và hạn chế bởi một bên với sự phát triển và cải tiến của hệ thống sinh học Criter hoặc blockchain trên, nhiều lựa chọn mạo hiểm tự chọn khác nhau đã phát sinh và chứng tỏ là các thiết bị đầu cơ hiệu quả và hiệu quả hơn lợi nhuận tiền tệ thông thường. Ví dụ, Kobapi là một trong những hoạt động sẽ thu hút sự suy đoán rất lớn của thị trường. Vì vậy, đừng lãng phí cơ hội tuyệt vời này. Kobapi là gì? Kobapi là một trong những giao thức đêm phi được DeFi xây dựng trên blockchain trên BSC. Trong dự án Kobapi này, nó có nhiều tính năng độc đáo và chắc chắn là rất thú vị đặc biệt là trong một số bộ sưu tập chó dễ thương và bạn có thể làm nông chiến đấu với những chú chó nhỏ mà bạn có ngoài ra nền tảng cobappe còn cung cấp dịch vụ cho các nhà sưu tập hoặc doanh nghiệp nft nghệ sĩ nft để họ có thể mua bán hoặc thực hiện các giao dịch trên nền tảng này game phi kiểu chó luôn thu hút đầu tư thị trường lớn đặc biệt là trên nft cobappe bạn có thể có cơ hội tuyệt vời để tăng thu nhập của mình với nhiều loại hình khác nhau như đã được nhóm nghiên cứu trên nền tảng cobappe trình bày đặc điểm của cobappe cobappe là một chương trình nft dựa trên bsc hỗ trợ người tiêu dùng với nhiều khả năng sáng tạo người chơi có thể nhận được những đồng nft dễ thương từ nhiều chủ đề khác nhau trong cobappe bao gồm phong cách động vật dễ thương khoa học và trí tưởng tượng làm thế nào bạn có thể sử dụng công nghệ hợp đồng thông minh cho Cô cobappe Cô giống như việc có nhân viên tư vấn tiền tệ của riêng bạn được kết hợp trực tiếp vào chân của bạn với sự đổi mới thỏa thuận quan trọng của chúng tôi và nhóm cam kết làm việc đằng sau hậu trường cobappe đã sẵn sàng mang đến cho khách hàng một cuộc gặp gỡ cởi mở hoàn toàn không giống một số nơi khác khuyến mãi là chính xác các thỏa thuận tuyệt vời sẽ ảnh hưởng đến tất cả các dự án kinh doanh không chỉ đơn giản là tiền tệ tính năng cobappe các tính năng độc đáo dự án cobappe nft được khởi chạy trên nền tảng bsc cung cấp cho người dùng nhiều tính năng cải tiến khác nhau trong cobappe người dùng có thể thu thập các mã thông báo nft dễ thương từ nhiều loạt phim khác nhau như loạt phim thời trang loạt phim thú cưng dễ thương, loạt phim khoa học và loạt phim giả tưởng. Nhưng đó không phải là tất cả, có một số tính năng khác của cô Papi. bát Battle, một trò chơi độc quyền cho phép người dùng với thẻ NST của họ chiến đấu với những người chơi khác. Sau đó trận chiến sẽ bao gồm 100 chú chó con với các hình dạng khác nhau và 10 chủng loại khác nhau. Những người dùng sau sẽ nhận được phần thưởng cho sự tham gia của họ. Doggo Finance, chủ sở hữu Genesis và Sharing các được quyền truy cập vào nền tảng cho vay do cô Bappy cung cấp. Metaverse, đây là vũ trụ Copypy bao gồm 7 vùng khác nhau có các đặc điểm và chức năng khác nhau. Những người dùng sau này được mong đợi sẽ tồn tại trong thế giới điên rồ này. Chăn nuôi, người dùng có thể kiếm thu nhập thụ động bằng cách trở thành nhà cung cấp thanh khoản bằng cách gửi các LP nhất định hoặc nuôi trong các trang trại. Cơ chế DAO để tạo ra một hệ thống kinh tế tốt hơn, Copypy cho phép người dùng tham gia vào cơ chế DAO cho phép họ gửi tiền và chờ đợi tùy thuộc vào thời gian khóa, có thể là 30, 60 hoặc 90 ngày. Sau khi thời gian kết thúc, người dùng có thể nhận được hộp bí ẩn bất ngờ miễn phí. Trò chơi Cô Bắp là một con đường lành mạch, không có mã thông báo tiền pháp định, không có hành động riêng tư, vì vậy các bước được thiết lập để đảm bảo rằng nỗ lực có ý nghĩa. Thu thập sớm sẽ bổ sung tính thanh khoản và thiết lập thời gian giao dịch cho phép. Người mua chỉ có thể mua cổ phiếu sau khi bộ sưu tập cho phép giao dịch. Nếu không quá khó, hãy tập trung vào phương tiện bên cạnh vị trí trong khoảng thời gian hợp lý để giao dịch.